thời tiết các tỉnh miền Bắc đang có xu hướng ấm dần lên, ban ngày trời nắng ấm và nhiệt độ tăng nhanh, cảm giác rét chỉ còn xảy ra về đêm và sáng sớm. Dù ấm lên nhưng bầu không khí vẫn khá hanh khô với độ ẩm giảm thấp. Trong đêm nay và ngày mai, toàn Bắc Bộ trời hầu như là không có mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ về đêm và sáng ở khu vực Trung Du, vùng đồng bằng và ven biển dao động trong khoảng từ 11 đến 14 độ, vùng núi chỉ từ 8 cho tới 11 độ, vùng núi cao dưới 7 độ, tiết trời còn bút giá. Và ban ngày trời nắng ráo nên nhiệt độ tăng lên trong khoảng từ 20 cho tới 23 độ vào thời điểm trưa chiều. Độ ẩm vẫn duy trì ở trạng thái thấp, nhiều nơi giảm xuống dưới 40% nhưng cảm giác rất khô hanh khiến da dẻ nứt nẻ. Kiểu thời tiết như thế này sẽ còn duy trì trong vài ngày tới. Khu vực phía Bắc miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đêm nay trời cũng không có mưa. Ngày mai trời nắng và nhiệt độ cao nhất ngày là từ 20 đến 23 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vào đêm và sáng có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ 22 đến 26 độ. Các tỉnh Nam Trung Bộ ngày có nắng gián đoạn và mưa chỉ xuất hiện ở vài nơi, nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở khoảng 27 cho tới là 29 độ, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có nơi sấp xỉ 30 độ. Khu vực Tây Nguyên đêm nay ngày mai phổ biến không mưa, ban ngày trời có nắng do điều kiện địa hình nên về đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng từ 15 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất trưa chiều là từ 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ đang trong những ngày mùa khô nên hầu như không có mưa, nắng kéo dài trong ngày và là nơi có nền nhiệt cao nhất trên cả nước với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho tới 32 độ. Đêm nay và ngày mai ở huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn tại huyện đảo Trường Sa gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.